Rồi, chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì em đang test con Center JBL. Thì đây là một dòng Center khá khủng ha, với cái kích thước chiều ngang là 52, chiều cao là 18cm và cái đường kính cái dòng ngoài này là 15cm nha quý vị. Vòng trong này thì là đúng 12cm, gân cao su mềm ha, màng giống như màng carbon quý vị, nhưng mà nó là độ dẻo ha. Và một cái chép đơm họng kèn như thế này. Đây là dòng Center JBL rất hay quý vị. Thì những dòng này rất nổi tiếng ha. Đẹp xuất sắc quý vị. Đẹp xuất sắc ha. Bãi về đẹp xuất sắc. Made in USA ha, sản xuất tại Mỹ, Made in USA. Số series đây ha quý vị, 039727, rất là đẹp. Thì con này có chở kháng là 8 ohm. Và nó là hai bát thật nha, hai bát thật. Made in USA ha, sản xuất tại Mỹ. Center JBL sản xuất tại Mỹ quý vị, cực kỳ chất. Đấy quý vị, thì nghe chất âm quý vị cảm nhận được rồi ha. Rồi, với mức giá 3.400.000 đồng, em bao ship toàn quốc, hàng nguyên zin và rất là đẹp luôn quý vị, tuyệt đẹp. Thì quý vị có thể dùng để hát karaoke và nghe nhạc nha, hỗ trợ cái phần trung chép rất là hay quý vị. Dòng JBL thì chúng ta không phải nghĩ ha. Đấy, những dòng nổi tiếng sản xuất tại Mỹ. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin cảm ơn.